À, hái giùm cái sen ơi. Đây, thưa quý vị, hôm nay mình đi bắt cá tiếp nha. Tiếp tục bắt cá nào. Hay vậy. Đây quý vị ơi, nữa cá rô phi nha. Trời trời, xíu nó mất nó dễ cái nữa. Đúng rồi. Gì? Dây nãy hả? Thu hoạch ra nhiều ha. Dạ đạt rồi. Chiến lợi phẩm các bạn ơi. Rồi, được nhiều. Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha. Chiến lợi phẩm. Chẳng rửa này. Lại cho nó hết có lóc là nhiều nha quý vị. Đây, để cho nó sạch
sạch cái chi sơ phái này cái nào phải chưa phải chưa nữa để tú xào với ra rồi rửa đi cho cá xô hàng coi. Rất nhiều cá rô phi nha. Tập sự hướng dẫn về kinh nghiệm, hướng dẫn về tập sự. Không ngờ chỉ là định bắt chơi thôi nhưng mà dính quá nhiều cá rồi. Vượt hơn sự mong đợi rồi đó. Lần đầu tiên xuống mương. Lần đầu tiên xuống mương được thành quả thì là quá hay rồi. Hay quá các bạn ơi, hay quá. Như vậy là bữa cơm chiều nay là có đầy đủ đủ mồi đó các bạn. Đồ quá đạt rồi các bạn chị. Không ngờ hơn cái mong đợi, không ngờ bắt được cá to, định bắt cá sặc thôi các bạn, không ngờ dính được cá rô phi, cá lóc có luôn, có cá lóc luôn.